Vâng, em xin được mến chào toàn thể các bác. Các bác đừng quên like cũng như là đăng ký kênh, chia sẻ để nhận những video mới nhất. Và hôm nay thì bên em tiếp tục lên với các bác những cái dòng mic có dây hàng chính hãng của BBS các bác nhé. Cái lô về mic BBS này số lượng được 150 chiếc các bác. Đây, như trước mặt các bác đang nhìn thấy đây, quay người em rồi các bác. Với số lượng rất là lớn luôn, cho nên là giá nó cũng rất là hợp lý. Cái thứ hai là đây là hàng chính hãng của dòng BBS, cho nên là cho các bác chơi với chất lượng đẳng cấp nhất. Hiện tại thì với những dòng mic mới của dòng BBS mà cái dòng này trên web đang là 1.460.000. Đó, đây là còn nguyên quy hộp của nó các bác nhé. Ở trong nó sẽ có mic và cái dây BBS hàng chính hãng luôn các bác nhé. Có đủ CD, các bác có thể tham khảo trên trực tiếp web của BBS. Đó, một dòng mic phải nói là rất là đẳng cấp. Nếu mà các bác chơi nhiều về âm thanh thì các bác sẽ không thì bỏ qua được những cái dòng mic không dây. Đấy, không dây, đây là dòng có dây. Dòng này thì dòng từ neo có chống nhiễu các bác nhé. Đây, một lớp đồng chống nhiễu luôn này. Đó, BBS tiếng cực kỳ hay các bác nhé, là sáng. Nói chung là các bác đi mua với những cái bộ mic không dây mà cỡ tầm giá dưới 2 triệu thì em khẳng định với các bác không bằng những cái dòng mic có dây này được. Nếu mà các bác muốn chơi hơn thì phải cứ từ 2 triệu trở lên thì mới có chất lượng tốt được. Còn các bác cứ bảo mua những cái dòng mic không dây mà hơn triệu thì em khuyên các bác sử dụng dòng có dây thì nó sẽ hay hơn và nó thật tiếng hơn, nó không bị nhiễu. Đó, chứ thực ra nhiều lúc lại tiện thì thành dở các bác. Đây các bác nhìn dây của nó này, dây của nó là 6m các bác nhá. 6m. Đó, sờ rất là thích. Nó rất là mềm các bác nhá, rất là mềm và chắc chắn này. Đây em có tháo một cái đầu của nó để các bác cùng xem luôn. Đây là một cái đoạn để nó chống gập này. Đó, rất là cẩn thận nhá. Còn ở bên trong này, các bác nhìn những cái lõi dây đồng nhá các bác nhá. Đây là dây đồng luôn nhá. Nó đều bọc hết này các bác này, ở bên trong này. Đó, dây đây là dây số 2 nhá. Đều bọc hết, không hề có một chút nào là rườm rà để va chạm các bác nhá. Để mát nhá. Đây, lớp đồng nữa này. Làm rất là cẩn thận. Đây là hàng chính hãng cho nên là chất lượng nó thì bao cho các bác rồi. Và giá thành thì rất là vừa phải cho các bác chơi. Tay cầm rất là đầm các bác nhá, tay rất là đầm. Nguyên cầm vào tay mic đã sướng rồi chứ không phải chưa nói đến hát. Model của nó là BBS-B50 các bác nhá. Đó, côn có chống nhiễu đàng hoàng. Bên em có cả dòng mic bãi Japan các bác nhá. BBS Pro Show. Ok, giờ thì em sẽ thưởng thẩm âm cho các bác cùng xem cái tiếng mic nhá. Đây, hiện tại thì em đang sử dụng cái loa chép giấy này các bác nhé, bát 30. Đó. Lên, 1, 2, 2, 2, lên, 6, 7, lên, 6, 7, 8, 9, 10, lên. Các bác thẩm âm thì không hề có một chút tạp âm nào. Các bác nói chứ lên là lên, đó là rất là sạch tiếng. À, rất là đẹp. Nguyên hộp. Hàng này là hàng bên em lấy thanh lý được các bác nhé. Số lượng là 150 chiếc. Giá thì rất là hợp lý cho các bác chơi. Đó. Các bác lưu ý là khi các bác mua một chiếc thì bên em sẽ không bao ship. Nếu mà mua hai chiếc thì bên em sẽ hỗ trợ trước các bác nhé. Đó. Đây, đây là dây của nó các bác nhé. 6m. Đây các bác nhìn những sợi dây thì... Đây là nếu mà khi mà các bác nhận được hàng nó sẽ là một cái hình như vậy này. Ở trong nó còn có dây. Hát lên cái độ chép nó rất là chắc các bác nhá, rất là chắc và sáng. Lên 1 2 2 2 2. Thôi nhé em đừng nhiều hơn sầu, đừng thương tiếc để rồi xa nhau. Đó, tiếng quá là hay các bạn, đáng để các bác chơi.
các bác đừng có ham hố mua những cái bộ mic kiểu kiểu không dây hơn 1 triệu bạc. Nó thật các bác không ăn thua gì với những cái dòng này, quá là chất, tiếng quá là hay, giá nó dưới 1 triệu thôi nhưng mà chất lượng cực kỳ, chất lượng bao cho các bác chất lượng luôn, hát rất là nhẹ luôn nhá. Hiện tại thì cái dòng mic Japan bên em đang hết rồi, Japan Nhật đang hết, đang chờ về số lượng, chắc là tầm khoảng 2 hôm nữa sẽ có số lượng, nếu mà các bác nào thích mà hình mic Nhật thì cũng có nhé các bác nhé. BBS này thì hàng chính hãng của công ty rồi, số lượng cực kỳ lớn cho các bác nhé. Ok, các bác nào mà có nhu cầu thì vui lòng liên hệ trực tiếp các bác nhé, qua số điện thoại hoặc là thanh tiêu đề comment bên dưới. Số điện thoại là 0977 434 361 các bác nhé. Đó, các bác đừng quên like, đăng ký kênh để chia sẻ và nhận những video mới nhất nhé. Và em xin kết thúc video, hẹn gặp lại các bác trong các clip tiếp theo.